Thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ là vui. Tiếc thay, ta luôn chạy theo những gì gọi là hào nhoáng, những gì mạng xã hội xem là trào lưu. Nhưng kỳ thực, bình thường thanh tịnh mới chính là cảnh giới của tự nhiên. Làm sao để chúng sinh đang bị mê hoặc giữa hàng ngàn mê đắm tham dục? Làm sao để chúng sinh tìm được sự khai ngộ, xoay chuyển tư duy của ta và con cháu chúng ta? Thiền Tông cho rằng vị nhạc là vị trường cũ. Nghe có vẻ lạ, đi ngược với pháp thế gian. Thế gian tán dương thường cho rằng phải mặn, ngọt, chua, cay mới gọi là ngon. Dù chúng sinh của ta dẫu biết rõ rằng mặn quá thì hại thận, ngọt quá giảm trí nhớ, chua cay quá là hại bao tử, ăn quá nhiều quá no là cơ thể tổn hại vì nó làm việc quá mức. Suy nghĩ lại, phải chăng ngày nào chúng ta cũng dùng nước lọc? Vật gì càng bình lặng, càng nhạt nhẽo mới chính là thứ trường tồn. Dục là muốn, thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ là an vui, chính là hạt giống quang minh. Đa dục bi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Tham muốn là nhiều khổ, bao khó nhọc phiền não từ tham dục mà ra. Nếu ít muốn vô vi, thân tâm được tự tại, quả là sự an lạc. Tiếc thay, xã hội ngày nay là đa dục, càng ăn mặn càng khát nước. Ví như cảm xúc càng mãnh liệt, khi nó qua đi thì cái còn lại chỉ là một khoảng trống hư vô. Lý Tiểu Long từng nói, nước là vật thể mạnh nhất, là vật bất khả bại, vì nước là vật không thể bị phá vỡ hay chém đứt. Người dù có mạnh bạo nhất thế gian cũng chính là người dễ bị đánh bại nhất. Dù có cứng như đá nhưng chỉ một cái gõ là vỡ vụn. Những vật mềm dẻo lại chẳng hề tổn hại trước những va chạm. Ví như khi ta già đi, lưỡi thì còn mà răng lại rụng. Có bao giờ bạn tự hỏi, con người đến với thế gian này vì điều gì? Hưởng phúc hay trả nợ? Ngày được ăn no ba buổi thì vui mừng, hôm sau ăn thiếu một bữa lại không vui. Chỉ vì bữa ăn mà vui mừng hay phiền não quá dễ dàng. Hôm được lên lương thì mừng rỡ, nhưng biết đồng nghiệp lương cao hơn mình lại đối kỵ. Khi con cái điểm cao thì rất vui, hôm sau điểm kém lại buồn lòng. Nếu vì những việc ấy, quả thật con người đến thế gian này để trả nợ, vì chỉ có một phần vui mà chín phần phiền não. Chớp mắt một cái đã hết đời người, dù có lưu luyến thân này đến mấy, thần thức kia cũng sẽ đến huỳnh tuyền để tiếp tục một cuộc hành trình. Người ngày ngày chỉ lo làm ăn kiếm tiền, không dưỡng tâm tánh qua giáo pháp là người rất dễ đau khổ. Khi thấy một người nào đó gặp nạn, khi thấy ai đó qua đời, chúng sinh ta có chút động lòng về vô thường, nhưng rồi nhanh chóng trở lại với danh lợi, trở về với luyến ái. Nào ai biết được ngài hồn lìa khỏi xác, lìa khỏi thân tạm này, dân gian gọi là ma, nhà Phật gọi là thần thức, phương Tây gọi là linh hồn. Cái linh hồn ấy, nếu nó linh sẽ không đầu thai vào gia đình kém êm ấm. Chính vì không linh mà nó phải đầu thai theo nghiệp quả. Thế là vào kiếp nhân sinh tiếp theo khi đến với thế gian này để trả những món nợ cũ của tham sân si từ đời trước. Nơi ta gọi là nhà thật ra là một quán trọ. Nhục thể ta gọi là thân cũng chỉ là một quán trọ của thần thức. Ngày ngày trang điểm cho cái thân, cho cái nhà là trang điểm cho quán trọ, cho kiếp được thân người này. Chư vị hãy cứ tưởng tượng, trong một chuyến du lịch, dù có lưu luyến nơi này nơi ấy đến mấy cũng phải rời đi để tiếp tục một cuộc hành trình. Thần thức của ta cũng như thế, rồi sẽ đến lúc rời khỏi nhục thể để tiếp tục một cuộc hành trình. Ví như ngọn lửa chuyển từ một cây nến đã cạn sang một cây nến mới, chẳng còn nhớ gì. Hiểu được sự vô thường ấy, chư vị đoạn dần của pháp thế gian,
không quá lo lắng về năm hạn, chí tâm sống thiện lương. Vì mỗi người đều phục được cơn giận, trái đất sẽ giảm nóng. Mỗi người giảm lòng tham, trái đất giảm lũ lụt. Mỗi người không cùng ngôn, mưa thuận gió hòa. Ít muốn biết đủ là hạt giống đoạn trừ tham lam, không còn nóng giận, điều phục được lời nói. Một người tu tập sau một thời gian nhất định, tuy chưa giảm được họa tam tai của thế giới, vẫn có năng lực tiêu trừ tái ương trong chính ngôi nhà mình sinh sống. Đó chính là cách tự giảm vận hạn cho chính mình. Động tình, động khí, động tâm. Tâm luôn động thì khí không hòa, thần sẽ không sáng. Thần là mắt, khí là khẩu khí, vì quá lo lắng cho năm hạn hay điều gì đó, hay quá tham dục, danh lợi đều động khí và cả động tâm. Động tình, động khí, động tâm. Tâm bình thì khí sẽ hòa. Thân vận động là thân khỏe. Con người có hai phần quan trọng nhất trong cơ thể, đó là khí và huyết. Người biết điều hòa hơi thở là người bình tĩnh. Người biết điều dưỡng, dưỡng sinh cho cơ thể, vận động cơ thể thường xuyên và phù hợp là khí huyết đã thông. Có thân khỏe mà lười vận động, trước sau gì cũng sinh bệnh. Tâm luôn động là tâm bất an. Cảnh giới cơ bản của chúng sinh chưa thành Phật, có phải là muốn tâm thân an lạc chăng? Hóa giải vận hạn hiệu quả nhất chính là tự mình hóa giải, là pháp môn hóa giải từ cái nhân. Hóa giải chính là hóa giải từ bên trong tâm của mỗi người. Mỗi ngày chư vị dành ít thời gian để tu dưỡng tâm tánh qua hành thiền, qua nghe pháp thoại, đọc sách, đọc kinh. Đến một giai đoạn nhất định, bạn sẽ tích tụ được năng lượng. Năng lượng này là năng lượng thiện lành. Năng lượng thiện lành sẽ tương ứng tần số mà những bậc thiện tri thức đang có. Khải Toàn luôn chia sẻ những pháp môn hóa giải chân thiện. Mong các bạn hoan hỷ thọ nhận, tự mình nỗ lực để chuyển hóa. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.